bạn bớt đung đưa được không? Bạn làm mình chói mắt quá đi à. Trời ơi, tôi đẹp, tôi óng ánh thì tôi có quyền lấp lánh chứ. Đồ gan tị. Là la la, là la la. Nè, cho mi chết nè. Hả? Đánh tôi à? Chết nè. Trời ơi, trời ơi, cái gì vậy nè trời? Nè, hai đứa có dừng lại không? Tại sao mà hôm nay dưa lê vàng với dưa lê xanh lại đi đánh nhau như vậy hả? Anh em, mà làm sao lại đối xử với nhau như vậy? Cái thứ chỉ có màu sắc óng ánh, lạc nhất, chỉ được đem chân cho đẹp mắt mà cứ làm chói mắt con hoài hả đốc tôi khỏe? Hả? Cái thứ xanh nhợt nhạt, xấu ỉnh này hung hăng đánh con trước đó đốc tôi khỏe. Không được rồi, chị Ốc thấy như vậy là không được rồi. Các em là anh em, mình phải yêu thương, mình phải đoàn kết với nhau. Chứ tại sao lại đi đánh nhau như vậy? Đúng vậy, với lại hai đứa, đứa nào cũng có giá trị hết đó. Đứa thì đẹp, đứa thì ngọt mát, thơm phức. Đặc biệt là đứa nào cũng tốt cho sức khỏe của mọi người. Đốc tôi khỏe nói đúng rồi đó. Chị Ốc nghĩ rằng là hai em phải đoàn kết, phải yêu thương nhau. Thôi, đừng có đánh nhau nữa. Coi như là chị xin, chị can luôn á. Ủa, vậy con với lại dưa lê xanh tốt cho sức khỏe mọi người lắm sao đó tôi khỏe? Còn phải nói, hai đứa chứa rất nhiều folate, loại vitamin tốt cho tim, ngăn khuyết tật ở thai nhi và duy trì trí tuệ minh mẫn ngay cả khi về già. Ồ, như vậy là dưa lê bổ sung acid folic rất là tốt cho những người phụ nữ đang mang thai. Vậy thì các mẹ bầu ơi, mình hãy nhớ là mình ăn dưa lê thường xuyên trong suốt thai kỳ nha. Người lớn tuổi nữa, đâu riêng phụ nữ có thai đâu chị Ốc nghe. Đúng rồi, bởi vì dưa lê rất là tốt cho trí nhớ của người lớn tuổi. Mà nói chung á, là người lớn tuổi hay phụ nữ đang mang thai hay các bạn nhỏ đều nên ăn cả. Như vậy là hai bạn dưa lê xanh và dưa lê vàng còn rất nhiều công dụng khác nữa đúng không, Đốc Tơ Khỏe? Tất nhiên rồi, vì dưa rất giàu vitamin A, C, E, giúp sáng mắt, chống lão hóa và tăng sức đề kháng nữa chứ bộ. Ôi chao, nghe Đốc Tơ Khỏe nói xong, con mới thấy cái lớp vàng óng ánh tưởng là bùa hộ mệnh để con tự tin với mọi người. Ai dè không phải, mà chính là giá trị bên trong của con. Vậy từ nay đừng có chảnh chọe vì cái màu vàng chóe của mình nữa nha. Tập trung cho cái nội dung bên trong của mình như tôi đây nè. Còn bạn thì cũng lo mà tập trung chải chuốt cho đẹp vào đi nha. Cái gì? Nói cái gì đó? Lo cho mình trước đi. Nè nè, hai đứa, Đốc Tơ Khỏe đã nói như vậy rồi mà hai đứa vẫn tiếp tục cãi nhau nữa hả? Cái này, có tin là chị Ốc nha sẽ cho hai em đi ra cái thớt, xong chị đập bẹp một cái cho vô cái máy làm ly nước ép không? Không có, tụi em thương nhau lắm á. Đốc Tơ Khỏe thiệt là bó tay với hai bạn nhỏ này luôn. Đốc Tơ Khỏe thông cảm đi, Ốc buộc phải nói như vậy thì hai bạn nhỏ này mới hết cãi lộn đó. Ôi, thời lượng chương trình đã hết. Đốc Tơ Khỏe xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại. Tạm biệt quý vị khán giả, hẹn gặp lại lần sau nha. Xin chào tạm biệt khán giả.